thì sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều đúng không ạ? À, các anh chị đã sẵn sàng chưa? Dạ? Nếu anh chị đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu với nhau khoảng 30 đến 40 phút gì đó. Nhưng cương tin là sẽ giúp uh, gieo được cho các anh chị một cái hạt mầm, một cái hạt mầm của sự an vui và từ uh, thêm được những cái khái niệm mới trong cái hành trình cuộc đời của mình. Và nếu các anh chị đã sẵn sàng thì comment số 1 để chúng ta cùng kết nối cùng với nhau ạ. Thì sẵn. Sẽ... À... À, cảm ơn các anh chị rất nhiều. À, anh chị nào đã dùng bữa trưa rồi comment số 2 được ạ anh chị nào chưa dùng bữa trưa mà đang dùng năng lượng của sự yêu thương của sự học tập của sự mong muốn phát triển à, à, đang ngồi ở đây thì comment số 3 để cương có thể cùng biết để cùng kết nối với các anh chị ạ, yeah. thì à, giới thiệu với các anh chị một chút cương sẽ đi qua à, bản thân chúng ta sống trên cái cuộc đời này à, chúng ta theo đuổi rất là nhiều thứ à, nhưng mà có một cái thứ đó là à, nếu như các anh chị đã học phát triển bản thân làm kinh doanh ở đây cương thấy như chị huê hay chị hoài hay là chị bình đều là những người mà đã từng trải trên thương trường đều đã giúp được rất nhiều người thành công đều đã có được những cái lăn lộn thì các chị đều đã thấy được cái đích của cuộc đời của mình còn đối với tuổi cương á, thì có hai thứ để theo đuổi thôi thứ nhất là một cái cuộc sống mơ ước mà mình mơ ước bao nhiêu số các anh chị đây đã có một cái cuộc sống mơ ước à? đã thấy được cái đích của mình à? cái đích của cuộc sống của mình là 70 80 năm chín năm và mình đang có cái gì mình sống một cuộc đời như thế nào đó à cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đã là giàu toàn diện à, có thể một vài anh chị đã à, đang cảm thấy rất là đủ đầy và giàu có trong cuộc sống của mình nhưng sẽ có một một ai đó trong số tất cả các anh chị ở đây đang cần được truyền cảm hứng từ những người đã đủ đầy đó chúng ta à, đang vẫn đang tìm kiếm và vẫn cảm thấy là mình cần phải phải chinh phục được, cần phải sở hữu thêm những thứ gì đó thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị vậy thì nó có ba cái kỳ trong ngày hôm nay kỳ đầu tiên đó là giúp các anh chị có thể nhìn nhận lại thử xem là xung quanh cuộc sống chúng ta thì đang có những cái vấn nạn gì, những cái thử thách gì, những cái thách thức gì, những cái vấn đề gì mà chúng ta đang cần phải giải quyết để chúng ta nhận định được nó và từ đó chúng ta thấy nó rất là bình thường chúng ta đứng trên được vấn nạn khi chúng ta biết nó là cái gì ạ Cái thứ hai thì Cương sẽ chia sẻ với anh chị một cái nguyên tắc mà à, cái nguyên lý mà nó đang thay đổi hoàn toàn cuộc sống của rất là nhiều người trong đó có Cương để chúng ta vượt qua được những vấn nạn và chúng ta chinh phục được một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống an vui. Và cái thứ ba là Cương sẽ cung cấp cho các anh chị một vài cái thông tin đó là một cuộc sống giàu có thật sự là như thế nào? Đó là giàu toàn diện. Ok, nếu các anh chị đang rất là hào hứng để chúng ta ăn trưa cùng với nhau trong một cái chi thức, trong một cái sự trải nghiệm hãy cùng comment số 5 đi ạ để chúng ta cùng chia sẻ với nhau hãy nở một nụ cười thật tươi nha và nếu các anh chị có uh, giấy bút chúng ta có thể note lại một xíu bởi vì ở đâu đó ngày hôm nay à, có những cái thông tin cương chia sẻ với các anh chị hoặc là sau này chúng ta sẽ gặp một ai đó lại tiếp tục chia sẻ chúng ta và chúng ta bắt đầu là nhận ra được những cái chân lý của cuộc đời những thứ rất là gần gũi trong cuộc sống của ta và từ đó chúng ta sẽ trở nên một cuộc sống tốt hơn à, và cương cũng rất mong muốn các anh chị tương tác nếu như có cái từ khóa nào hay hoặc cái điều gì đó mà các anh chị cảm thấy là mà muốn comment thì các anh chị hãy cùng comment ví dụ như cường mong muốn các anh chị comment chữ sm này đó là uh, tm uh, tầm nhìn và sứ mệnh từ tầm nhìn uh, chúng ta đủ lớn đủ xa thì sau đó chúng ta phát triển cho mình cái sứ mệnh của cuộc đời mình nếu như cuộc đời chúng ta mà thiếu cái tầm nhìn thì chúng ta sẽ cảm thấy là là một cái vấn nạn rất là lớn trong cuộc đời của mình đúng không ạ tầm nhìn À, các anh chị có một cái tầm nhìn đủ lớn thì chúng ta sẽ vượt qua được rất là nhiều vấn nạn. Cứ giới thiệu ngắn gọn là mình một xíu thì Cương cũng đã có một cái hành trình hơn 11 năm phát triển bản thân và đã có hơn 6 năm theo đuổi cái ngành đào tạo và Cương cũng đã được cộng tác làm việc và học tập với hầu hết các cái diễn giả lớn ở Việt Nam. Và trong suốt 6 năm qua thì Cương cũng đã tổ chức à, trực tiếp tổ chức và điều phối hơn 300 chương trình lớn nhỏ khác nhau. Từ những chương trình chỉ có vài người đến những chương trình lên đến 3.000 người, từ những chương trình chỉ có một vài à, vài chục phút như thế này đến những chương trình kéo dài trong vòng 8 ngày và từ những chương trình miễn phí cho giá trị đến những chương trình uh, chi phí lên đến hàng tỷ đồng à, và đã tiếp xúc hơn 20.000 người khác nhau. Nhưng mà cái điều uh, sau một cái hành trang như vậy thì cương mới nhận ra đó là uh, mình đang bị cuốn vào cái vòng xoay của cuộc đời. Uh, mình quá vội vã trong cái vòng xoay đấy uh, và đến một cái lúc khi mà mình cứ lao ra ngoài kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Uh, các anh chị có hình dung giống như là cái vòng xoay của có các anh chị có nhớ đến cái, cái 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 thí nghiệm con chuột bạch ở trong phòng thí nghiệm ạ? nó nó ở trên một cái vòng xoay đó nó cứ chạy 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 nhưng mà nó đại chạy tại chỗ cái gì Bởi vì nó cứ chạy như thế thôi nhưng mà nó đứng tại chỗ và khi cương biết đến ở bộ sách uh, cha giàu cha nghèo và cái bộ game cut flow của robert kiyosaki thì cương mới biết đó là Rat ray là vòng chạy của con chuột à, chúng ta cứ chạy chạy như vậy ngày qua ngày uh, tuần qua tuần tháng qua tháng năm qua năm và chúng ta chỉ già đi thêm thôi nhưng chúng ta vẫn luôn ở trong cái trạng thái nhiều lúc nha nhiều lúc vẫn cảm thấy đi tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình. What chúng ta sống vì điều gì? Vậy chậm là một chút để ngẫm về cuộc đời của mình. Chúng ta đang sống với một cuộc sống là thật sự mãn nguyện, hạnh phúc, tự hào, hào hứng để thức dậy mỗi buổi sáng. Hay là chúng ta đang cảm giác là mỗi ngày nó rất là bận rộn, nó rất là vội vã, nó rất là nhiều cái thứ phải giải quyết và nó rất là nhiều cái vấn đề từ từ cái gì đó. Thì có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta và một câu mà cương cương cũng muốn tặng cho các anh chị thực ra là cuộc sống nó rất là ngắn thôi nó ngắn nếu chúng ta coi nó ngắn là đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn hãy là chính mình luôn vui vẻ tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn để chúng ta hiểu được rằng cuộc đời này nó đẹp nó đáng sống lắm và nếu như chúng ta thấu suốt được những cái vấn đề là những cái thứ cung cấp cho chúng ta một cái thứ rất quan trọng các anh chị comment lại giúp cương nha đó là bài học tất cả những gì chúng ta đang trải qua là khó khăn, là thử thách, là đau khổ, là là bế tắc, là khủng hoảng thì nó luôn đi kèm với đó là những cái bài học để làm cho chúng ta trưởng thành và để làm cho chúng ta cảm thấy cuộc đời này rất là đẹp. Các chị có đồng ý với Cương ạ? Nếu như chúng ta thấy cái vấn đề ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ là áp lực, mệt mỏi. Nhưng chúng ta nhìn thấy được cái bài học nào đó trong cái vấn đề đó để làm cho chúng ta trưởng thành hơn thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ Và một cái câu mà Cương cũng tự tâm niệm với cuộc đời của, Cương, của mình Cương hôm nay muốn tặng cho các anh chị Đó là chuyện gì đến cũng có cái hay của nó Nó không phải là Có cái lý do hay có nguyên nhân Hay là có, có cái gì đó mà có cái hay Và chúng ta nhìn thấy cái hay của nó là cái gì Và cái hay đó chính là Những cái bài học để cho chúng ta trưởng thành Đúng không các anh chị Vậy cái quan trọng đó là chúng ta nhìn thấy được Cái hay đó và nhìn thấy được cái bài học đó <laughs> Khi chúng ta đã nhìn thấy được cái hay và thấy được cái bài học Thì chúng ta có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực Và nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng về phía mặt trời Và cảm thấy cuộc đời thật là ai mỉm cười thật tươi đúng không ạ yeah. dạ vì vậy nên là cương cũng đã từng ở trong một cái giai đoạn là mình cảm thấy trông tranh bế tắc khủng hoảng và lost everything vài lần rồi nghĩa là mất hết tất cả đó thì khi đó mình cảm thấy ủa cuộc đời này mình sống vì điều gì vậy? Cuối cùng mình cũng chỉ đi kiếm tiền sau rồi tiêu tiền rồi lại à, mua tích lũy tài sản, sau đó rồi lại trả nợ rồi lại à, lại ăn chơi rồi lại giải quyết những khủng hoảng, giải quyết những cái vấn nạn phát sinh thôi sao? Và sau đó thì cương rất may mắn được à, minh sư chỉ điểm cho là cuộc đời của mình á, à, nó sẽ trải qua bốn à, cái vấn nạn lớn mà khi chúng ta thấu suốt chúng ta làm chủ được nó rồi thì chúng ta sẽ à, không có lo lắng bất kỳ điều gì cả cơ bản là chúng ta có bốn thứ xung quanh đây, các anh chị tất cả mọi thứ đang phát sinh vấn nạn xung quanh các anh chị, các anh chị chỉ cần gọi tên nó và gắn vào bốn cái thứ này, thứ nhất đó chính là cái nội tâm của chúng ta này, cái thế giới bên trong của chúng ta, cái khát khao thầm kín bên trong chúng ta mà không có ai hiểu được ngoại trừ chúng ta phải hiểu, phải chia sẻ và có một người đồng cảm để chúng ta hiểu, cái nội tâm là bên trong chúng ta. Các anh chị có thể từng nghe Hoặc các anh chị có thể nghe về DSC hay là sinh chắc vân tay Hay là thành số học à, Những cái thứ đó để giúp cho các anh chị hiểu về mình Nhưng nó cũng chỉ là một cái thứ nào đó Nó chưa chạm được Cho đến khi chúng ta tìm về với Cái gọi là sự chân thật nhất Ở bên trong mình Cái mà chúng ta đang nhìn thấy mỗi ngày Chúng ta đang trò chuyện mỗi ngày Chúng ta chỉ lắng lại vài giây Vài phút mỗi ngày Để cảm nhận được cuộc sống Chậm lại một chút thôi các anh chị Lắng lại và chúng ta sẽ cảm thấy được thì cái thế giới nội tâm này nó đa dạng nó phong phú nó đẹp và nó có sức mạnh kinh khủng khiếp các anh chị không thể hình dung được đâu khi chúng ta làm chủ được cái nội tâm này thì mọi thứ gần như là được giải quyết rất là nhiều nhưng nó không phải đến từ việc chúng ta phải đi thền hay đi tu là chúng ta giải quyết được đâu mà nó có nhiều cái thứ khác đúng không ạ cái thứ hai là cái vấn đề rất nhiều thứ thì nó vẫn xoay quanh cái là là giống như một vài anh chị ở đây nè đang bị f0 nè hay đang nằm không nói được nè thì các anh chị có phải thấy là khi sức khỏe chúng ta nó bị vấn đề là chúng ta gần như mọi thứ khác nó không còn quan trọng đâu các anh chị khi chúng ta <laughs> chúng ta bị một cái chút vấn đề về sức khỏe hay bị f0 hay cái giai đoạn vừa rồi 2021 đi à, đất nước chúng ta là một trong những chúng ta vừa trải qua một cái giai đoạn mà có nhiều người ra đi nhất sau chiến tranh sau năm sau những năm 79 đó À, chiến tranh biên giới kết thúc thì gần như là không có nhiều người ra đi mỗi ngày như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đã vừa trải qua điều đó. Và từ đó chúng ta cũng bắt đầu lắng lòng, lòng lại để thấu hiểu được cái sức khỏe, để hiểu về sức khỏe thật sự là một hành trình dài các anh chị ạ. Ngày hôm nay không thể nói hết để các anh chị hiểu được về từ sức khỏe đâu. Chúng ta mới chỉ cảm nhận ở đâu đó, nhưng để hiểu được về sức khỏe, đó là một hành trình cực kỳ dài mà chúng ta phải thật sự trụng tâm, đặt tâm huyết vào. Rồi, cái vấn đề thứ ba mà xung quanh chúng ta cũng đang bị chi phối lớn đó chính là những mối quan hệ xung quanh. Mối quan hệ với con, với chồng, với bố mẹ, với đồng nghiệp, với sếp, với khách hàng với với rất là nhiều người những mối quan hệ xã hội. Thì vấn đề phát sinh nó cũng đến từ đây từ cái nhỏ cho cái to cho con ăn, cho con học rồi à, ngủ với chồng hay là à, lương thưởng nhân viên hay là xây dựng à, doanh nghiệp rất nhiều thứ thì nó cũng chỉ xoay quanh cái câu chuyện là những mối quan hệ này và khi chúng ta thấu suốt được là à, thức, thực ra thì những mối quan hệ xung quanh này nó cũng rất là đơn đơn giản thôi chúng ta trưởng thành hơn chúng ta thấu suốt hơn Và chúng ta làm thế nào đó để mình chăm sóc và ảnh hưởng được những mối quan hệ xung quanh của mình chúng ta thu hút chúng ta ảnh hưởng chúng ta trao giá trị và chúng ta giúp cho những mối quan hệ xung quanh chúng ta trở nên tốt hơn thì cái vấn đề nó không còn là vấn đề nữa rồi và hầu hết những người trẻ hay thực ra là các anh chị lớn tuổi cũng bị chứ không nói những người trẻ giống như Cường Cường năm nay thì hơn 30 tuổi thì hầu hết là lao ra ngoài đi kiếm tiền quá vội ăn một bữa sáng rất vội gặp một ổ bánh mì uống vội một ly cà phê và cắm mặt ở văn phòng 8 cho đến 12 thậm chí 14 tiếng và để kiếm tiền này nhưng rồi sau đó một đùng một cái tích lũy 3 năm 5 năm một cái sai lầm mất hết và lại tiếp tục đau khổ bế tắc trách móc oán trách cái tài chính này và từ cương biết được là sau đó cương mới nhận ra được mình sư chỉ điểm là à mình đang xây cái nhà của mình ở trên cái mái này và thực chất là đi từ cái gốc thì phải có một cái thế giới nội tâm nó đủ đầy cái sự thấu hiểu sự thông suốt và sau đó mình à, chăm sóc được cho sức khỏe của mình mình làm chủ được sức khỏe của mình à, và sau đó là mình à, làm chủ được những cái mối quan hệ hoàn hảo gắn kết nó và thực sự nó có sức mạnh trợ lực cộng hưởng cho mình thì khi đó tài chính nó sẽ bền vững còn nếu không cứ lao đi kiếm tiền lao đi kiếm tiền kiếm được và mất được mất được mất liên tục liên tục và chúng ta ở trong một cái trạng thái gọi là chai lì với cơ hội và chai lì với những cái cảm xúc mất mát <laughs> hoặc thậm chí là thèm thuồng cái cảm xúc mất mát các anh chị cương <laughs> không biết các anh chị đã trải qua chưa nhưng mà đối với bản thân cương thì cương và nhiều bạn bè xung quanh cương cũng đang ở đã từng trải qua cái cái câu chuyện đó vì vậy khi đã gọi tên được những cái vấn đề thì các anh chị sẽ thấy nó không quá đáng sợ đâu các anh chị à bốn cái bốn cái vấn nạn này trong cuộc sống nó đều liên quan đến nhau. Nếu các anh chị bị gãy cái gì thì cái nó sẽ ảnh hưởng tới ba cái thứ khác. Nếu sức khỏe không tốt thì tài chính cũng bị ảnh hưởng và mối quan hệ cũng bị ảnh hưởng và nội tâm cũng khủng hoảng luôn. À, nội tâm chúng ta không rõ ràng chúng ta bị mâu thuẫn chúng ta bị xung đột thì sức khỏe chúng ta cũng không được chăm sóc cũng cảm thấy rất là mông lung và mối quan hệ chúng ta thì cũng không biết tại sao mình nóng tính nóng rồi mình uh, xung đột như vậy mình không hiểu được và mình cũng không chăm sóc tốt được và tài chính tất nhiên nó cũng bị vấn đề và nếu tài chính bị vấn đề thì sức khỏe cũng không thể nào chăm sóc tốt được và nội tâm thì cũng không thể nào yên được và mối quan hệ thì cũng à, uh, choạc luôn và nếu mối quan hệ xung quanh chúng ta chả đâu vào đâu lúc suốt ngày phải đi giải quyết là mâu thuẫn vợ chồng con cái rồi đồng nghiệp xếp rồi ăn hiếp các thứ kiểu thì tài chính cũng không đâu vào đâu và sức khỏe cũng không được chăm sóc và nội tâm cũng thế luôn Ok thì à, có thời gian đào sâu hơn hôm nay chỉ có khoảng 3 phút thì cứ cũng muốn nói à, sơ để gieo một cái hạt để các anh chị bắt đầu quan tâm và gọi tên được nó còn để đào sâu hơn thì à, có thời gian à, cứ sẽ quay trở lại cùng với các anh chị hoặc là mời các anh chị tham dự vào những cái buổi mà tụi Cương đang chia sẻ để lan tỏa để giúp các anh chị thấu hiểu hơn. À, các anh chị đồng ý thì comment số 1 để Hôm nay à, chia sẻ để chúng ta gọi tên này ha. Đây, cảm ơn các anh chị. Rồi vì vậy sau khi cương được minh sư chỉ điểm là à cuộc sống cũng đơn giản thôi mà nó chỉ có mấy cái thứ đó thì mình làm chủ nó và để làm chủ nó thì chúng ta biết được là chúng ta đang giàu có cảm thấy mình may mắn và giàu có vậy giàu cái gì à, nhiều người bây giờ đang lấy vật chất lấy tiền ra để so sánh là giàu về tiền tiền thôi chưa đủ có nhà lầu có siêu xe là giàu No ngày xưa cưng cũng từng nghĩ thế cho đến khi minh sư chỉ điểm như cương thì cương biết được rằng à, mình có trí tuệ, mình có thể để lại những cái cống hiến, đóng góp cho xã hội này bằng những cái sự thiếu biết của mình, nha. Yeah. Sau đó là mình có một cái tâm thái, cái à, cái cái tâm thái đúng đối với cuộc đời của mình, giống như lúc đầu giờ cũng có chia sẻ với các anh chị, à, tâm thái là trân trọng, biết ơn, bao dung, an vui, à, giàu nhân cách, nha. Yeah. À, đã bao giờ các anh chị đặt câu hỏi nhân cách của mình là gì, <laughs> đúng không ạ? hay giàu phẩm chất, à, phẩm chất là những cái phẩm chất của một con người, à, nó ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta như thế nào, rồi giàu về năng lực và giàu thể chất và sau đó là giàu vật chất. giàu vật chất ở đây hầu hết mọi người đang đang đi à, gọi là định nghĩa và đồng à, đồng hệ quy chiếu tất cả những cái thứ gọi là giàu đó là vật chất à, liên quan đến tiền tài thôi. À, này kia cũng xoay quanh tiền 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 và tiền hết. Nhưng thực ra khi đó chúng ta quên đi mất bảy cái sáu à, cái thứ kia thì nó lại thiếu nó khiếu khuyết mất anh chị. Đúng không ạ? Đấy chúng ta đang rất giàu này, khi chúng ta đang có đủ đầy những cái thứ này. Những cái thứ này không cần tiền, chúng ta vẫn uh, open the chair me, uh, 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 ta hậu hậu tắt mic của hiền giùm nha. Hỗ trợ giúp cương về mic ạ. Rồi, uh, thực chất là ở trong bảy cái yếu tố này thì nó là uh, nó chia làm hai cái khía cạnh đó là vật chất và phi vật chất. Vật chất là những thứ mà cân đo đong đếm, sờ nắm, cảm nhận, nhìn thấy được. Đúng không? còn phi vật chất là những thứ mà chúng ta chỉ cảm nhận được và chúng ta nuôi dưỡng và phát triển lên từ từ và cảm nhận thông qua một thời gian tiếp xúc thôi không thể nào là vỏ bọc được đó thì vật chất thì những cái thứ chúng ta đang đo lường được nếu trong doanh nghiệp các anh chị thì có những cái thuật ngữ như là KPI, BSC, hay OKR thì là như là tiền tài xe nè này Đấy là thể chất thì có khỏe không bụng sáu múi có đẹp hay không cao mét mấy cân nặng bao bao nhiêu thì là vật chất rồi đó sau đó là thể chất và cuối cùng là năng lực có làm được bao nhiêu việc giải quyết được bao nhiêu vấn đề đáp ứng được bao nhiêu khách hàng đấy kiểu kiểu thế nhưng những cái thứ như là phẩm chất ưu tú này những phẩm chất của một con người một nhân viên một lãnh đạo một người mẹ một người cha một người con thì những phẩm chất nào thì chúng ta chưa được gọi tên đó ngày xưa cương cũng không được gọi tên cho đến khi cương được biết tới và cương gọi tên được nó rồi những nhân cách nào để chúng ta trở thành một cái con người xứng đáng để người khác muốn ở gần rồi những tâm thái như nào để chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời này thật là tươi đẹp và cuối cùng là chúng ta để lại cái trí tuệ gì cho cuộc đời này, ok các anh chị có thấy uh, những cái thứ này là rất hào hứng với cái gì không ạ? thực sự là khi cương nghe về điều này cương rất là hào hứng với cái gì đó. và cưng đang rất là cảm thấy rất là may mắn bởi vì được cao nhân đang dẫn dắt và điều hướng mỗi ngày để cùng lan tỏa đến những cái, cái 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 thông điệp này và hy vọng sẽ giúp được các anh chị vậy thì chúng ta hiểu được những cái vấn nạn và chúng ta hiểu được là ok à, mình cần phải trở nên giàu có và khi mình giàu có thì mình sẽ vượt qua được những cái vấn nạn cơ bản là như này các anh chị. Đây là cơ mới chúng chia sẻ các anh chị về một cái nguyên lý trong cái cuộc sống này. Đó chính là nguyên lý mà khi vấn nạn phát sinh thì chúng ta tập trung vào điều gì? À, nguyên lý nền tảng của sự chuyển hóa đó là khi vấn nạn phát sinh là đưa ánh sáng vào bóng tối cuộc đời. Cứ sẽ hỏi các anh chị một câu hỏi nha. À, không muốn thử thách gì đâu nhưng mà nó rất đúng với cuộc sống của mình thôi. Khi các anh chị bước về nhà của mình sau một ngày làm việc vào cái căn nhà của chúng ta đó, căn uh, bước vào căn phòng của mình nó rất là tối thì các anh chị thường làm gì? À? các anh chị có thể comment để giúp đỡ cương để chúng ta tương tác được không ạ? Khi mà bước vào cái căn phòng tối thì các anh chị sẽ thường làm gì? Dạ, bật đèn lên. Hay còn làm gì nữa không ạ? Bật đèn. Còn <laughs> làm gì nữa? Bật đèn dạ. Yeah. À, hầu hết chúng ta dùng đèn. Nếu như không có đèn, không có điện thì chúng ta làm gì Chiếu đèn pin, đó chiếu đèn pin hoặc là chiếu đèn flash điện thoại. Hoặc nếu ngày xưa là chúng ta có gì Thắp đèn dầu hoặc là thắp nến lên đúng không ạ? Vậy thì cơ bản là theo thuận theo tự nhiên từ ngàn đời nay rồi. Đó là chúng ta đưa ánh sáng vào cái căn phòng tối đó đúng không các anh chị chúng ta đưa ánh sáng vào chứ có bao giờ các anh chị thử hỏi là ôi bóng tối này từ đâu tới bây giờ tôi dùng cái bao tải nào đó tôi nhét bóng tối vào trong bao tải tôi cột lại thì cái căn nhà tôi nó sẽ sáng lên không <laughs> đã bao giờ các anh chị từng có cái cái suy nghĩ đó chưa thì chắc chắn là chúng ta đã không có đó là những cái điều rất là bình thường nó rất là hiển nhiên cái quy luật rất là tự nhiên trong cuộc sống ra thôi là thắp ánh sáng một cuộc đưa ánh sáng vào căn phòng bằng cách bật đèn lên, thắp đèn, đèn cày lên, thì đó là nguyên lý đưa ánh sáng vào bóng tối cuộc đời. thì đưa ánh sáng vào thì bóng tối sẽ tan đi thôi. cho dù xung quanh đó là bóng tối nhưng bây giờ làm sao mình đưa bóng tối ra khỏi căn phòng đó được? đúng không, anh chị. dạ cảm ơn các anh chị đã tương tác, cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ. nếu các anh chị đồng ý với 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 cái cái từ điều tự nhiên này từ ngàn đời nay rồi từ lúc mà có lửa là chúng ta đã biết rồi, không thể nào lấy bóng tối ra được. <laughs> có biết nó ở đâu đâu mà lấy, và lấy nó đưa nó tới đâu được? đó là cái tự nhiên từ ngàn đời nay rồi nhưng trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta được học về marketing được học về bán hàng được học về xây dựng doanh nghiệp hay học về làm chủ cuộc sống đi thì chúng ta nói hãy nhìn tìm thấy vấn đề và giải quyết vấn đề vấn đề có phải tượng trưng cho bóng tối không anh chị vậy vậy chúng ta làm thế nào để lấy hết vấn đề ra khỏi cuộc đời mình được <laughs> Chỉ chúng ta giải quyết được vấn đề này sau đó vấn đề khác lại đến và chúng ta được học và sau đó lại có rất nhiều những cái chuyên gia hay những cái thông tin truyền thông nói là ôi vấn đề hãy tới đây đi vấn đề làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn vấn đề ơi hãy tới đây đi <laughs> và hãy biết ơn vấn đề nhưng thực chất là uh, minh sư lại chỉ điểm cho tự cương một điều là mình không thể nào giải quyết hết vấn đề và đừng có cầu mong vấn đề đến và quan trọng là vấn đề đến lại dạy cho chúng ta cái gì ạ? À? Bài học À, cho chúng ta một cái bài học để chúng ta trưởng thành và để chúng ta đứng trên cái vấn nạn đó. Còn nếu không chúng ta sẽ bị vấn nạn đó nó nó đè chúng ta xuống. Dạ. Yeah. Vì vậy thì à, cương đưa cho các anh chị cái vé đầu tiên là bốn cái vấn nạn lớn trong cuộc sống xoay quanh cái gì ạ? À? Nội tâm, dạ, yeah. à, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Và sau đó cương đưa cho các anh chị thêm một cái khái niệm về cái bảy à, cái sự giàu có. Nó tượng trưng cho bảy ngọn nến, bảy ánh sáng, bảy ngọn đèn mà khi chúng ta thắp lên thì cái ngôi nhà của chúng ta này nó đang rất tối bởi vì uh, vây xung quanh là những vấn nạn thì chúng ta nỗ lực để đưa ánh sáng vào bên trong chứ các anh chị không thể nào lấy hết bóng tối ra được đúng không anh chị? thì đây là cái nguyên lý rất là đơn giản để chúng ta thấu suốt vậy thì cái cách của cương đang nỗ lực mỗi ngày và hướng đến mỗi ngày đó là làm giàu có các cái bảy cái điều này giàu về vật chất này, giàu về thể chất giàu về năng lực Giàu về tâm thái, trí tuệ, nhân cách và phẩm chất Và từ đó khi thắp sáng lên bảy cái ngọn nến này Cho dù cái ánh sáng của cái nào nó lỡ nó bị tắt đi Thì vẫn còn cái thứ khác Nó tiếp tục thắp lên tiếp Thì đó gọi là truyền lửa đó Thì khi tiếp tục thắp sáng lên Thì cái căn phòng chúng ta luôn luôn sáng Và vấn nạn không còn là vấn nạn nữa Còn nếu chúng ta đi giải quyết vấn đề Hay là cái câu chuyện trong marketing Cứ cũng học về marketing Cứ làm marketing cũng rất là nhiều năm Thì các thầy lớn à, thì đều nói là hãy tìm ra vấn đề xoáy sâu vào nỗi đau của khách hàng và đi làm cho họ đau đến khi họ cần đến chúng ta <laughs> giải quyết vấn đề cho họ à, thì cứ nhắc lại vấn đề thì nó rất là khó thì thầy thế này là cái triết lý hiện tại của cương khi tư vấn cho doanh nghiệp hay là làm huấn luyện hay là huấn luyện thì tôi cương đều mong muốn hướng tới mọi người nghĩ về ánh sáng ánh sáng ánh sáng nó như thế này có một cái ánh sáng không bao giờ tắt đó chính là năng lượng bất diệt luôn đó chính là mặt trời và nếu các anh chị có thể thì hãy trở thành mặt trời để soi để để luôn tỏa sáng để cung cấp năng lượng cho toàn cái cõi nhân loại này thì chắc chắn là chúng ta sẽ ngon à, doanh nghiệp chúng ta cũng giống như mặt trời đó không phải là để đi giải quyết vấn đề mà là để để thắp sáng à, nếu không không thể là mặt trời thì chúng ta hãy là một ngọn hải đăng để soi đường cho những cái con tàu nó đang ở ngoài bão tố nó đi được về đúng hướng người ta không đúng ạ à, từ ngoài xa đi về với đất liền được mà nếu không thể là ngọn hải đăng thì chúng ta hãy là những ngọn đèn à, cùng cộng hướng cùng với nhau thắp lên những cái ánh sáng đó và từ đó sẽ soi sáng à, phá tan à, những cái u mê à, và người ta không còn để ý tới vấn đề nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ giàu toàn diện à, ngày hôm nay thì cơ bản chương chỉ chia sẻ các anh chị được về một cái khái niệm để giúp các anh chị gọi tên ở trong đó ở đâu đó các anh chị có được một cái 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 tâm niệm một cái ý thức hay là nó bắt đầu có một cái hạt bên trong đó và chúng ta sẽ từ từ chúng ta cùng nhau à, có ý ý thức và và mong muốn để tìm kiếm và đào sâu hơn về bảy cái sự giàu toàn diện này thì khi đó các anh chị sẽ thấy được là mình đưa ánh sáng vào cuộc đời nó dễ lắm nó dễ hơn khi chúng ta bắt đầu đang cảm thấy có cái gì khó khăn bế tắc đó thì chúng ta lại nghĩ đến cái những cái ánh sáng thì cuộc đời chúng ta sẽ sáng lên ok thì à, đó là một vài cái điều mà Uh, trong cái khoảng thời gian uh, cũng uh, được cho phép Thì Cương muốn chia sẻ với anh chị Để chúng ta để tâm tới <laughs> Còn uh, có nhân duyên, hữu duyên nữa Chúng ta sẽ gặp lại nhau Ở một vài cái chỗ khác Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ sâu hơn Thực ra để mà thấu suốt được những thứ này Các anh chị, từ Cương mất 169 ngày 169 ngày Để uh, làm rõ hơn uh, Ví dụ như là về Cương lấy ví dụ cho các anh chị thôi nha Một cái đó là giàu về nhân cách đi nhân cách. Khi chúng ta giàu nhân cách, chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường mà ở đó người khác muốn ở gần. Và cái môi trường đó nó bao gồm các cái thứ sau. Đó là nó giúp cho chúng ta có thể thông suốt được những cái thứ này. Đây, thì cũng muốn đọc cho các anh chị. Một cái môi trường giàu nhân cách thì chúng ta sẽ tạo ra một môi trường mà người khác muốn ở gần, muốn làm việc cùng. Ở đó nó có cái gì ạ? Vui vẻ nè, nó có niềm tin, nó có hy vọng, nó có trí tuệ, nó có yêu thương, nó có trân trọng biết ơn, nó có bao dung, nó có khiêm tốn, nó có chân thật và cũng 8 cái ý này thôi 2, 4, 6, 8, 9 9 cái ý này thôi các anh chị lại phải tiếp tục định nghĩa nữa Như thế nào là vui vẻ, như thế nào là niềm tin, như thế nào là hy vọng Và từ cái bộ khái niệm các anh chị tổng hợp lại như vậy Thì nó sẽ làm rõ hơn, làm sáng hơn Cái bức tranh chúng ta đang sống và đang giàu có như thế nào trong cuộc đời của mình à, Thì đấy là cái phần chia sẻ ngày hôm nay của Cương Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng giao lưu à, Các anh chị có đặt cái câu hỏi gì đó thì chúng ta sẽ cùng à, chia sẻ cùng với nhau à. À, Các anh chị có câu hỏi gì dành cho Cương ạ? À? À, <laughs> hình như thời gian trôi qua nhanh quá, tôi không biết là cái keep keep time của mình như thế nào nhưng mà hình như nó cũng uh, chắc là cũng 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 hết rồi à, mình còn uh, 10 phút để mà dạ. có thể kêu uh, 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 nha, thì anh chị dạ. nào có kỳ câu hỏi nào thì hãy tận dụng cái uh, thời gian này để mà hỏi uh, diễn giả của mình có thể raise hand giúp thôi à. Dạ, các anh chị hỏi đi mà cuối cuối giờ thì cương sẽ tặng cho các anh chị một uh, món món quà, món quà đó thì uh, sẽ ch chúng ta có thời gian gần nhau hơn và sẽ lại tiếp tục đào sâu hơn ở cái khía cạnh này cương rất là hôm nay thì cực kỳ là trân trọng biết ơn các anh chị luôn bởi vì đã cho phép cương được chia sẻ à, và khi mà các anh chị nhận ra được một cái điều đó thì cuộc đời cương cảm thấy may mắn và nó sáng lên nhiều lắm. Dạ. <laughs> yeah. à, các anh yeah. chị nào có câu hỏi gì? Anh ạ? chị nào có câu hỏi gì? Raise hand lên ạ. À, mình mình muốn hỏi mình muốn hỏi tí. Dạ. Yeah. Ừ, mình muốn hỏi là không biết cương cương có viết cuốn sách nào không? à dạ em có viết một cuốn sách là chinh phục nghề trainer thì uh, em cũng đang chuẩn bị in dạ à thế à vâng ờ. cảm ơn chị thế <laughs> nào in thì thông báo để con, uh, dạ, tìm em đọc. sẽ gửi tặng cảm đến ơn. chị đào nha em em sẽ gửi Rồi. Uh, tặng để, đến chị dạ cảm ơn em tại vâng, vì chị thấy cái đấy chị. là sẽ uh, hiểu nhanh nhất và sẽ giữ được lâu ấy dạ cảm ơn vâng. em cảm ơn Đó. Vâng. trong lúc chờ đợi uh, chờ đợi uh, thêm câu hỏi cương có thể chia sẻ Đúng. cái phần uh, quà tặng của mình lên màn hình nha. dạ vâng, vâng. À, có ai còn câu hỏi giơ tay lên à? à xin chào anh cương à, dạ, em anh giơ tay anh chị à, xin chào anh cương rất cảm ơn anh đã chia sẻ những điều uh, rất rất ý nghĩa và dạ. em uh, cũng là Tại em là tín đạo đạo, đạo. À, em đến từ công ty uh, Viseco. dạ à, thì em cũng có câu hỏi như thế này cái cái người mà ở việt nam mà cái người việt nam chắc là người thầy là người cô mà tác động đối với anh để mà anh có được cái kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm rất đặc biệt như vậy thì ai là người làm cho anh tức là sao ta? gọi là tiếng trong phật giáo hoặc là giác ngộ đó khi mà anh có được cái truyền truyền đạt truyền tải như vậy ấy, là ai là người truyền cảm ứng cho anh nhất ở, ở việt nam mà anh có thể tiết lộ người đó được không ạ dạ, à, yeah, cảm ơn anh Đào rất là nhiều. À, đây là một yeah. cái em cũng cảm thấy là cái sự cầu thị để em, chắc là anh cũng mong muốn để yeah. mình có thể có được thêm cho mình những minh sư. Thì cuộc đời của Cương yeah. cũng yeah. Uh, 10 năm phát triển bản thân, yeah. Cương đã đi uh, tính tới số tiền Cương đầu tư cho phát triển bản thân thì nó đâu đó loanh quanh cũng hơn 2 tỷ các anh chị. Để số tiền để mình trả cho các yeah. chuyên gia trong và ngoài nước. À, mỗi người thì đều có một cái tác động ở mỗi thời điểm khác nhau ví dụ như xoay quanh các cái vấn đề này nè à, khi mà cương okay. tập trung vào kiếm tiền thì cương đi học về marketing và bán hàng thì có những người thầy như là thầy phạm thành long hay là thầy nguyễn phúc quang ngọc hay là thầy phạm ngọc anh à. hay thầy Ruth dad lộc, à, tôi robin ở bên Để nước mời. ngoài à, à, josi À, về sức khỏe thì sau đó cương à. bắt đầu đi vào cái phần yêu bản thân về sức khỏe thì có những người cô à, những mối quan hệ thì cương cũng học về nlp nhưng cuối cùng thì khi cương biết được một cái thuật ngữ gọi là thấu hiểu nội tâm, nâng cao gọi là nhận thức nội tâm và chuyển giao hiện thực thì có một minh sư vị minh sư này thì không có xuất là mạng xã hội cũng không có 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 xuất hiện trên truyền truyền thông nhiều nhưng mà có một cái sự đúc kết từ rất là nhiều những cái đúc kết khác thì đã giúp cho Cương hiểu được về cái triết lý này và từ đó thì Cương cảm thấy là cuộc sống nó đủ đầy và gần như giống như là mình đã có một nơi để dừng chân á. Bởi vì theo hành trình Cương cứ bỏ tiền Cương đi học sau đó mình vẫn cảm thấy nó thiếu bởi vì vẫn chưa có thỏa mãn được cái bên trong của mình cái con đường của mình. Tất nhiên mỗi người thầy đều giúp cho Cương kiếm được nhiều tiền hơn anh 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 đạo vì khi đi học thì về marketing về bên ngoài mà. Thì mỗi người học xong mình đều x2 x3 cái mong muốn cái mục tiêu về tài chính của mình nhưng mà nó vẫn cứ càng có kiếm được nhiều tiền nó lại càng bị rỗng ở bên nó càng bị tranh với bên trong của mình nó lại khiếm khuyết dạ cứ nghĩ là các anh chị làm doanh nghiệp thì các anh chị cũng sẽ cảm được <laughs> dạ vâng ừ. à. cảm ơn anh rất nhiều thì ừ. có à, Duy... cho, cho anh cho em một thì... câu cuối cùng dạ vâng dạ cho em hỏi một ngày anh uh, bỏ thời gian bao nhiêu uh, thời gian chứ là anh viết sách như vậy chứ một ngày anh có thể bỏ thời gian bao nhiêu để đọc sách ạ à? À, em đọc sách cũng không có nhiều anh ạ, bởi vì à, theo VK thì em theo nghe nhiều hơn nên là em nghe, em nghe video, à, em nghe à, sách sách nói còn em đọc sách thì chắc một năm em đọc được khoảng 3 4 cuốn thôi. Em cũng không đọc nhiều và em đọc cũng chậm, em, em không hiểu. có đọc đọc nhanh nên là cái à, cái anh chị bên câu lạc bộ đọc sách nhanh thì kết nối với em thì chắc nó cũng không có có em không có thích theo trường phải là đọc đọc sách nhanh. vì có có những cái quyển sách mà em đọc 3 năm Em mới đọc 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 xong, giống như hành trình phương đông em đọc 3 năm đến bây giờ vẫn chưa xong bởi vì nó có những cái thứ mình không hiểu cái là mình dừng lại mình lại chiêm nghiệm và mình lại uh... Đúng cảm ơn anh rất nhiều yeah. Yeah. cảm ơn à, cảm ơn à. đạo có những câu hỏi rất là sâu sắc để cho mọi người hỏi hiểu thêm nha à, yeah. mình vì thời lượng có hạn nên mình sẽ còn một câu hỏi nữa thì chị nào có mong muốn hỏi thì hãy raise lên nhờ. À, trong lúc mà chờ đợi thì cương có thể gửi cái nội dung mình tạo quà tặng hay gì đó trên chat hoặc là màn hình để cho mọi người có thể kết nối với với bạn nha À vâng, à, đây thì là một cái chương trình à, chủ nhật tuần này thì à, cương có tổ chức thì cái chương trình này à, cương đã tổ chức trong à, suốt 6 năm qua cũng đã tiếp xúc và à, chuyển giao tiên à, tương tác. À học được những cái bài học trải nghiệm từ hơn 2.000 chủ doanh nghiệp thì cái này là hành trình trải nghiệm nó không đến từ uh, khóa học nó là một hành trình trải nghiệm cương thiết kế và tạo ra cái bối cảnh và từ cái bối cảnh đó các anh chị sẽ đem những cái sâu thẳm bên trong của mình những cái bài học những chúng ta đã trải qua để chúng ta chia sẻ ra và từ đó chúng ta sẽ ngộ ra cương không nói là giác ngộ gì đâu mà chúng ta sẽ nhận ra những cái bài học đó là những cái giá trị của bản thân mình và từ đó chúng ta sẽ hiểu mình hiểu gia đình của mình hiểu uh, đội nhóm hiểu công việc kinh doanh và hiểu xã hội nhiều hơn xoay so, Quanh bản thân gia đình à, tổ chức chúng ta phục vụ và xã hội và từ đó chúng ta sẽ có được một cái hệ quy chiếu và những cái gì mà cương à, làm được thì à, trong suốt 6 năm qua cộng với những người thầy cũng với cái người người thầy hiện tại mà minh sư của cương ấy, thì à, người này thì thực ra cái anh chị tìm thì nó cũng không không có ở trên mạng thầy này tên là trần thanh toàn và là à, tổ tổ chức đào tạo witt đó thì anh anh đạo hoặc là các anh chị mà có hữu duyên thì cương cũng muốn kết nối các anh chị để chúng ta có thể tham gia vào à, để có được những cái bộ khái niệm nguồn đó và giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp của chúng chúng ta luôn đó ok cái, cái chương trình này là miễn phí hay sao cương nói yeah, rõ à, hơn Cái nha? chương trình này thì à, à, bình thường á mọi năm em làm thì em thu phí từ 3 triệu tám cho đến 6 triệu tám nhưng mà hiện tại thì em đang chuyển giao à, dành tặng cho các anh chị à, phí tùy tâm à, nó không nó không miễn phí để các anh chị trân trọng phí tùy tâm thôi. À, các anh chị tới và trải nghiệm trọn vẹn nó, à, còn không 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 có thu tiền trước. À, còn nếu các anh chị cảm thấy làm nó nhận được cái giá trị đó giúp cho mình, giúp cho doanh nghiệp, các anh chị có thể à, đóng góp ủng hộ một cái quỹ nào đó để tiếp tục nuôi dưỡng cho à, những cái chương trình sau. Nghĩa là cái cái chương trình này sẽ là cuốn chiếu để giúp cho các chương trình khác phát triển. Nó không miễn phí nha các anh chị, vì nó là tâm huyết rất lớn và hiện tại thì. Ừ. Thì cũng mong muốn lan tỏa với các anh chị, dạ. Yeah. nhưng mà nó không có thu right. tiền, không có định danh bao nhiêu hết á. các anh chị cứ thoải mái thôi. và và điều một điều mà cưng cũng mong muốn như thế này nè, nếu các anh chị đang có doanh nghiệp của mình á, thì các anh chị hãy đi cùng hai đến ba leader hoặc là các anh chị đi cùng với người thân là vợ mình á, thì nó sẽ là một cái hành trình tạo ra cái bối cảnh để các anh chị đối thoại với nhau, chia sẻ với nhau. Và thấu suốt được một vài cái khái niệm nó chỉ là khởi duyên thôi và trong chương trình đó thì cương sẽ chia sẻ tiếp với các anh chị đến minh sư của cương à, giúp cho các anh chị có nhân duyên đến à, nhiều hơn ok cảm ơn cương à, mọi người lưu ý mọi người khi mà đăng ký thì để lại khi quật là câu lạc bộ willy Spire hoặc là huê để mà cương có thể hỗ trợ tốt hơn nha dạ vâng À, số điện thoại đăng ký ở đây ạ, các anh chị có thể vào trong cái website là đánh thức nhà lãnh đạo.com thì các anh chị sẽ à, xem được là cái bố cục của chương trình, những cái trải nghiệm. thì các anh chị đủ khát khao thì các anh chị vào đây các anh chị xem giúp giúp cương, được không ạ? thì à, và số điện thoại đăng ký các anh chị nhắn tin qua số điện thoại này đăng ký. người chụp màn hình lại ở... đi cho nó 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 yeah. nó không bị à, nhảy nha. Các anh à, chị có cái một nhắn hỏi tin nữa. Là họ tên là à, tổ chức các anh chị phục vụ và số lượng người đi thôi và chắc chắn cam kết chúc tụi cưng là được thì thì tụi cưng để sắp xếp chuẩn bị cho nó chu đáo á, dạ. À, còn à. một câu hỏi nữa của một bạn bạn trà đang không tiện để mà bị đau hỏng không thể tiện nói thôi xin phép hỏi nha cưng trả à. lời nha. Vâng cảm ơn. Chị à, nội tâm là nội tâm là nền tảng nhưng lại dễ thay đổi và lung lay nhất. Vì vậy vì vậy điều gì là quan trọng nhất để ổn định nội tâm? À, dạ hay quá cảm ơn chị chị trà lúc nãy cũng rất là cảm ơn cái uh, lời ghi nhận và khen tặng của chị trà thực ra thì ngày xưa cưng cũng không hiểu về nội tâm đâu à, ở ngoài kia thì nó còn đang có rất nhiều các cái công cụ để tạm gọi để chúng ta có thể thấu hiểu nội tâm ấy. À, nhưng mà vẫn chưa đủ à, để thấu hiểu nhất thì chúng ta phải tìm về với sự chân thật nơi chính mình ở trong cái tụi cương được à, à, minh sư chuyển giao á, thì nó có ba cái thứ mà khi chúng ta làm chủ được ba thứ này nó giống như kiềng ba chân để các anh chị làm chủ được cái nội tâm của mình và không biến đổi nữa. Thứ nhất là cấu trúc con người chúng ta hiểu được về bản thân chúng ta hình thành từ cái gì và nó đang vận hành mỗi ngày như thế nào à, tâm tánh tình thân các kiểu đó à, đó là cấu trúc con người. Cái thứ hai nữa là một cái tam giác hiện thực à, cái tam giác hiện thực và từ đó các anh chị sẽ thấy là mọi cái định nghĩa các anh chị đưa ra nó đều ở phù hợp với những cái khía cạnh nó đủ rộng, đủ rộng để các anh chị đủ sâu và đủ hiểu biết thông suốt về nó. Và cái thứ ba là một cái gọi là công thức cội nguồn cuộc sống. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta đang có, đang nhìn thấy, đang định nghĩa, đang biết thì nó đến từ cái 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 công thức này, mỗi người khác nhau đó ba hệ quy chiếu là cấu trúc con người tam giác hiện thực và công thức cội nguồn cuộc sống và à, tôi Cương mất nhiều thời gian để chiêm nghiệm điều này và rất nhiều người họ đã làm chủ được cái là quay về với sự chân thật nơi chính chính mình à, bởi vì à, cưng cũng chia sẻ với chị thanh trà luôn khi mà Cương leo in tử thì cưng ở dưới chân in tử có một câu là khi bạn quay về với chính mình thì lúc đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết <laughs> thì ý kiểu kiểu vậy thôi nhưng quay về với cái gì thì nó là một bộ khái niệm nguồn rất lớn Uh, tích lũy từ rất nhiều những thiện đại chi thức những uh, minh sư dẫn dắt và các cao nhân chỉ điểm thì chúng ta không thể nhận là một ngày qua vài phút hay là vài buổi học được mà nó là hành trình cả cuộc đời chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta đúc rút ra uh, trải nghiệm thêm. Dạ, yeah. cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh Cương rất là nhiều. Thay mặt câu lạc bộ gửi lời biết ơn uh, bạn Lê Văn Cương đã dành thời gian quý báo đến chia sẻ cái uh, cho cái câu lạc bộ ngày hôm nay. Uh, nếu mà nếu mà chúng ta uh, offline thì đã có. Còn những bó hoa tươi thắm để tặng lên cương tuy nhiên online thì hy vọng các thành viên hoặc những người tham gia trong đây có thể thả cho bạn ti bạn cương một cái uh, tim hay là gì đó được không ạ à? để gửi lời tri ân được không ạ à? mọi người hãy thả tim để mà gửi lời cảm ơn cương uh, đã dành thời gian để quý báo chia sẻ những cái giá trị tuyệt vời đến uh, đến cho mọi người ạ à. thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau uh, chụp một tấm hình với với diễn giả để lưu điểm lại à. anh chị hãy vui lòng mở uh, camera lên để mà chúng ta sẽ có những tấm hình thật là xinh đẹp, tươi thắm cùng diễn giả nha. À, tiếp theo sẽ còn rất là hai nội dung rất là hấp dẫn mọi người à, hãy nỗ lực tiếp tục để mà à, tham gia trong cái hai cái hai cái nội dung tiếp theo nha. Bây giờ xin mời mọi người hãy mở hết camera lên ạ à. Dạ, cảm ơn chị Hoè, biết ơn anh chị. Dạ, mời mọi người mở hết camera để chúng ta có một cái tấm hình thật là đẹp với diễn giả nha. Xin mời bạn hậu hỗ trợ. Mọi người thả tim lên cho đẹp nha mọi người. Thả tim nào. À, Huy vẫn thấy còn một số bạn chưa mở camera à. Xin hãy vui lòng mở camera để chúng ta có một tấm hình thật đẹp với diễn giả nha mọi người. Các à, anh chị thả một tim lên. Một lần nữa mời mọi người mở hết camera và thả tim lên để cho chúng ta có một tấm hình thật là đẹp với diễn giả à em cũng thả à, tim dạ vâng rồi. cảm ơn mọi người rất là nhiều một hai Ở ba ừ. chụp vâng cảm ơn mọi người thì uh, hàng định kỳ thì winery Inspire có những cái chương trình uh, cũng mời đến diễn giả chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức thật là giá trị của họ để mà mong mang đến những cái uh, kiến thức để cho mọi người có thể vận hành nó vào doanh nghiệp cũng như cuộc sống của mình thì nếu mà mọi người không phiền thì William e Spire sẽ tạo một cái group trong đó sẽ invite tất cả khách mời đến những cái buổi họp định kỳ của William e Spire với mong muốn là sẽ chia sẻ những cái, những cái bài những cái bài mà những giả nổi tiếng chia sẻ với mình thì để cho anh chị có thể không bị lost những cái thông tin mà mình đang rất là quan tâm thì hi uh, vọng anh chị cũng sẽ uh, đón nhận cái, cái 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 giá trị này. Uh, nếu mà chị nào thấy phiền thì có thể tự mình out group ra nên hi vọng là trong thời gian tới Winning Spire sẽ tạo một cái group để add tất cả những khách mời vào đó ạ. À.